Chào các bạn, vui lòng quay lại. Mỗi ngày học tiếng Hồng Kông và học tiếng Trung, mình sẽ thêm một phần học tiếng Trung. Mỗi ngày học Quảng Đông Hoa và Hoa Ngữ, mỗi ngày học Quảng Đông Hoa và Hoa Ngữ. Hôm nay mình sẽ học về kinh nghiệm làm việc tiếng Trung và tiếng Quảng. Đầu tiên là tôi có kinh nghiệm làm việc 3 năm ở trong ngành khách sạn và nhà hàng. Tiếng Quảng sẽ nói thành câu thứ nhất là ngõ hãy cháu tìm thùng than giảm dịp dấu xa niệm công dọ kinh nghiệm. Tôi là ngõ hãy là ở cháu tìm là khách sạn thùng là và than giảm dịp là ngành nhà hàng dấu là có xa niệm là 3 năm công dọ làm việc kinh nghiệm. Hoặc là nói câu thứ hai, ngõ hãy cháu tìm thùng than giảm dịp châu cô sang nhìn dễ ngõ hãy cháu tìm thùng than giảm dịp. Thầy đã giải thích rồi là tôi ở khách sạn và ngành nhà hàng châu là làm cô là qua châu cô là làm qua sang nhìn là 3 năm dễ là việc làm qua 3 năm việc. Tiếng Quảng sẽ có câu chữ như vậy. Vâng, tiếng Trung là gì? Tiếng Trung ở bên trái là bên Đài Loan sẽ nói như vậy, chữ là chữ phồn thế của Đài Loan. Mình đọc một lần. Wǒ zài fàn diàn hě chān tīng yǒu sān niān gōng zuò jīng yǎn. Hoặc là có một số người Đài Loan nói nhà hàng và khách sạn họ sẽ nói thành khách sạn và nhà hàng họ sẽ nói thành Phan điện hàn chan tin Phan điện hàn chan tin như vậy. Tại vì ở bên Đài Loan khách sạn cháu tìm ở trong tiếng Quảng, ở Đài Loan sẽ nói thành Phan điện. Rồi bên Trung Quốc là bên phải có màu đen, mình sẽ nói thành Wǒ zài jiǔ diàn hě fàn guǎn yǒu sān niān gōng zuò jīng yǎn. Wǒ zài jiǔ diàn hě fàn guǎn yǒu sān niān gōng zuò jīng yǎn. Các bạn có thể chú ý Hồng Kông và Trung Quốc nói khách sạn cũng nói là cháu tìm và chủ điện nhưng mà nói nhà hàng ở Hồng Kông và Đài Loan cũng nói chan thang. Ở Hồng Kông còn có thể nói là chan giống dịp chan giống dịp, ở Đài Loan nói chan thang, ở Trung Quốc thì nói thành phan quản. Cái đó thì có một số từ vựng khác nhau, các bạn có thể chú ý và lưu ý. Rồi hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn học về chủ đề gì, vui lòng các bạn đề xuất ở dưới hoặc là nhắn tin cho thầy Rin. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.